Dạ vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh review chia sẻ về các sản phẩm về điện máy. Hôm nay thì em Long lại giới thiệu cho mọi người một chiếc dòng tủ Samsung CyberSide dọc dài ở tại siêu thị điện máy EcoMax đang chạy chương trình khuyến mại nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Và em đang lựa chọn một chiếc dòng tủ rất to và giá thành rất rẻ dưới 15 triệu đồng cho mọi người lựa chọn nhé. Hiện tại thì các bác mua những dòng tủ CyberSide thì sẽ lựa chọn một là có của Hitachi hay là của các dòng tủ Samsung, là có nhiều những dòng tủ CyberSide dọc dài. Thì đây em đang có một con màu bạc đang chạy chương trình, các bạn nhìn thấy cái tờ bảng giá to kết hợp với cái lư màu đỏ thì là những sản phẩm em đang chạy chương trình khuyến mại. Hiện tại thì đối với dòng này thì các bác nhìn thấy này, thiết kế sọc dài CyberSide hai cửa là những dòng tủ mà được rất nhiều các bác lựa chọn yêu thích trong những năm gần đây. Bởi vì khi chúng ta mở tủ ra thì chúng ta hoàn toàn biết được trong không gian bên trong là như thế nào. Cả một ngăn mọi nhá. Con này thì hiện tại các bác nhìn thấy này. Đấy, bên em đang chạy chương trình, đó là con tủ RS62R5001M9 với thiết kế hai cửa và dung tích tổng là 680 lít. Không gian hai cửa là một bên, toàn bộ bên ngăn của bên em đang mở đây là ngăn mát, và toàn bộ không gian phía bên ngăn tay trái của các bác đây xem đây, đó là không gian của ngăn đông rất rộng rồi nhá. Và đối với dòng tủ CyberSide thì nó sẽ có một cái vách ngăn này thì nó sẽ chia tủ ra làm hai. Không gian của ngăn mát thì lúc nào nó cũng sẽ to hơn, các bác nhìn thấy này, nó sẽ to hơn ngăn của ngăn đông. Đấy, ngăn đông chúng ta dùng ít hơn nên là chúng ta có cái diện tích nhỏ hơn. Tuy nhiên thì các bác nhìn thấy này, không gian của ngăn đông rất là rộng, mọi người để cực kỳ là nhiều đồ được, và có những cái hộp đồ riêng biệt để những thực phẩm riêng không bị lấn mùi. Con này thì bảng điều khiển sẽ được sắp xếp ở phía bên trong, nhỉ. Đấy, chúng ta có những điều chỉnh phím bấm tăng giảm nhiệt độ rất đơn giản thôi. Chọn ngăn đá, chọn ngăn đông, chúng ta đang giảm nhiệt độ. Với kích thước của con này thì cao là 1m78, cao 1m78 và chiều rộng của tủ mọi nhá. Cao 1m78, chiều rộng của tủ là 92 phân thì chúng ta gọi là 91 cm, và chiều sâu là 72 cm. Và kích thước của tủ thì các bác xem là có vừa được hộp tủ như mình không. Với thiết kế của dòng này là thiết kế thép không gỉ màu bạc mọi nhá, và chúng ta có tem năng lượng của Bộ Công Thương đánh giá đây. Những dòng tủ CyberSide dọc dài thì tất cả sẽ hàng của xuất xứ ở Trung Quốc và được bộ. Đấy, không gian bên trong các bác nhìn lại không gian bên trong với 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. 4 khu vực kính cường lực rất là chắc khỏe, và có thêm một hộp đá đây. Đá này thì mọi người lưu ý giúp bạn em là các bác chỉ đổ nước vào phần trên này nhá. Còn phần dưới này các bác không đổ nước. Đổ nước phần cái khay dưới này nó chỉ chứa đá thôi. Chúng ta đổ nước vào đây nó sẽ nứt ngay. Mọi người muốn thêm đá thì mọi người mua thêm những cái khay chứa đá để đổ vào. Các mua thêm khay chứa đá để vào các cái căn này thì mặc định nó sẽ là ngăn đông, nó sẽ làm mát, làm đông cho chúng ta. Cánh tủ của các bác nhìn thấy nó cũng rất chi là nhiều. Cánh tủ rất chi là nhiều hộp đồ mọi người nhá. 1 2 3 4 5. 5 hộp đồ. Và mỗi cái hộp đồ này thì các bác nhìn thấy nó chiều sâu rất chi là sâu. Chúng ta để rất chi là nhiều đồ được. Cánh mát thì tất nhiên rồi, nó sẽ là cái cánh to hơn, chúng ta để càng nhiều đồ hơn. Đây các bác nhìn cái không gian của nó này. Không gian của nó rất rộng rồi nhá, gần 17 cm chiều sâu ở phía bên trong, 16 17. Thì đây là gần một găng tay của em thì rơi vào tầm đó. Đấy, không gian bên dưới đây. Đấy. Các bác nhìn thấy thông số kỹ thuật, điện năng tiêu thụ cũng sẽ có đầy đủ ở trên dòng đó. 3 sao. Con này được đánh giá 3 sao các nhá. 3 sao. Đây các bác nhìn thấy này, không gian bên trong. Những cái tất cả những cái thông số kỹ thuật của dòng này thì các bác muốn mua những dòng tủ làm lạnh làm mát thông thường thì con tủ này sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi người. Hiện tại thì con này hiện tại BM đang bán giá là 14.990. Đang chạy chương trình phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Và hiện tại những cái ngày thông thường con này em nhớ giá nó rơi vào khoảng độ gần 17 triệu. Gần 17 triệu thì hiện tại bây giờ các bác mua với tầm giá gần 15 triệu thì giá nó sẽ rẻ hơn khoảng độ gần 2 triệu đồng so với những ngày bình thường mà các bác mua. Các bác lưu ý giúp em là mua trong những ngày khuyến mại thì giá nó sẽ được rẻ hơn. Và giá này thì BM được bảo hành cho mọi người là 2 năm tại nhà, và các bác sẽ được đổi mới trong 30 ngày nếu gặp lỗi của nhà sản xuất. Đấy, BM vận chuyển miễn phí là 20 km đầu tiên mọi nhá. Ok, các bác nào mà có nhu cầu mua sắm nhanh tay liên hệ với siêu thị BM ở tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, website ecomart.vn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip tiếp theo.